nhưng là cảm giác. Ai cũng biết là cái vụ hiện tại xã hội chấn động là có một anh chàng ở bên nước ngoài lên sử dụng cái mạng xã hội ứng dụng hẹn hò để mà lừa gạt biết bao nhiêu cô gái, xây dựng một cái profile mình là một đại gia thật là đẹp, thật là hào nhoáng, nhưng mà thật ra anh ta không có gì cả. Anh ta mượn tiền từ cô này đến cô kia, rất tội nghiệp phụ nữ chị à, phụ nữ nhẹ dạ. Phát thấy là không cần cái app đó, ở ngoài đường người ta vẫn lừa nhau được như vậy. Cái vấn đề ở đây là mình sử dụng cái app đó như thế nào thôi, và cái người mà họ sử dụng cái app đó, họ có bị đam mê vô những cái đam mê vô cái gì gọi là bị cuốn quen, vào bị cuốn vào tiền tài nè, tại vì những cái đó bị lừa là toàn bị lừa những cái vậy tiền thì tài quay tình trở lại, đó không phải chỉ là cái chuyện mà nhu cầu mà nó còn là mục đích. Nhu cầu là mục đích đó chị, nhu cầu không còn là nhu cầu mà nó là mục đích là sao chị? Đón xem Tài 8 tấn phát sóng lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022.